Trung Cộng và lời nguyền của chỉ số cao ốc. Tòa nhà cao nhất của Trung Cộng tại Thượng Hải theo dự kiến sẽ được khai trương vào năm 2014. Tòa tháp Thượng Hải sẽ vượt qua tòa nhà cao nhất hiện nay của Trung Quốc là Trung tâm Tài chánh Thế giới Thượng Hải. Tuy nhiên, sự bùng nổ trong ngành xây dựng không nhất thiết là một tin tức tốt cho nền kinh tế của Trung Cộng. Theo chỉ số cao ốc, sự gia tăng của các di tích được xây lên để thỏa mãn cái tôi thường đến ngay trước một sự sụp đổ thị trường. Một số bằng chứng lịch sử như tòa nhà Chrysler và tòa tháp Empire State Building tại New York báo hiệu cho cuộc đại suy thoái. Trung tâm Thương mại Thế giới báo hiệu cho cuộc khủng hoảng dầu. Các tòa tháp Petronas ở Kuala Lumpur báo hiệu cho cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Và cuối cùng là tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay tại Dubai, Burj Khalifa, báo hiệu cho cuộc khủng hoảng nợ khó khăn nhất. Vào năm 2008, khi Trung tâm Tài chánh Thế giới Thượng Hải mở cửa, chỉ số chứng khoán của Trung Quốc đã giảm hơn một nửa. Ông Andrew Lawrence đã thiết lập chỉ số cao ốc. Điều làm ông chú ý hiện nay không phải là ở Thượng Hải, mà là một dự án ở thành phố nhỏ Trường Sa. Dự án Sky City sẽ được xây cất vào năm 2013 với chiều cao 838m, vượt cao hơn Burj Khalifa. Ông Lawrence giải thích, hiện nay, Trung Quốc đang trong chu kỳ mở rộng tín dụng và chu kỳ mở rộng tín dụng này tạo ra một sự bùng nổ xây dựng. Việc mà Trung Quốc đã có kế hoạch xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới là một mối quan tâm lớn nhất hiện nay, cộng thêm vào một bong bóng xây dựng khổng lồ đang di chuyển đến các thành phố nhỏ hơn. Tuy nhiên, tại một trong những hội chợ thiết bị xây dựng lớn nhất của Trung Cộng, các công ty toàn cầu đang trưng bày những cần cẩu cao nhất của họ và các giám đốc điều hành nói rằng những năm tới, kinh doanh sẽ được tốt hơn vì họ hy vọng vào các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ. Tổng giám đốc một công ty thiết bị xây dựng của Trung Quốc cho rằng, các nhà lý luận quốc tế tiếp tục ước đoán sai về triển vọng của Trung Quốc khi nói nền kinh tế của Trung Quốc sẽ bị phá sản. Nhưng các công ty Trung Quốc đang tiếp tục phát triển. Ông Pai Yi nghĩ rằng Trung Quốc khác với phần còn lại của thế giới bởi vì có một dân số khổng lồ và trong 10 năm tới, Trung Quốc sẽ thấy một quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Vậy thì Trung Quốc sẽ phá vỡ được lời nguyền của chỉ số tòa nhà cao ốc hay không? Thế giới đang chờ xem.